Victoria Beckham thân thiết với con dâu sau mâu thuẫn. Ảnh chụp chung vui vẻ là bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Victoria Beckham và Nicolas Bell đã tốt đẹp trở lại sau mâu thuẫn. Theo Express, nhân dịp sinh nhật lần thứ 28 của Nicolas Bell hôm mùng 9 tháng 1, Victoria Beckham đăng ảnh dùng bữa tối với con dâu và gửi lời chúc. Cô viết, mừng sinh nhật Nicolas and Bell Beckham, chúc con một ngày tốt lành. Khoảnh khắc mà Victoria đăng tải cho thấy cô và con dâu thoải mái khi ngồi cạnh nhau. Họ cùng nhau ăn uống, mỉm cười trước máy ảnh. Ở phần bình luận của bài viết, Nicolas gửi lời cảm ơn mẹ chồng. Động thái của nhà thiết kế người Anh chứng minh mối quan hệ của cô và Nicolas tốt đẹp trở lại sau mâu thuẫn. Đây cũng là lần đầu họ công khai chụp ảnh cùng nhau kể từ tháng 9 năm 2022, khi cả gia đình Beckham tham dự buổi trình diễn thời trang của Victoria ở Paris Fashion Week. Một người hâm mộ của Victoria bình luận dưới bài viết, sau tất cả, thật vui khi thấy hai người họ cố gắng vượt qua hiểu nhầm để đoàn tụ cùng gia đình. Không có mâu thuẫn nào có thể ngăn sự bền chặt của tình cảm gia đình. Năm ngoái, mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt giữa Victoria và con dâu cả bắt nguồn từ việc Nicolas không mặc váy do mẹ chồng thiết kế trong lễ cưới. Thay vào đó, cô diện toàn bộ trang phục của nhà mốt Versace. Trong cuộc phỏng vấn với Variety, Nicolas tâm sự, trước lễ cưới, tôi thực sự muốn khoác lên người trang phục đến từ thương hiệu của mẹ. Nhưng vài tháng sau, mẹ nhận ra thợ may của mình không thể làm được điều đó. Vì vậy, tôi buộc phải chọn chiếc váy khác. Mẹ chẳng bảo lại là tôi không thể mặc nó. Đó là nguồn cơn của mọi việc. Tôi nghĩ việc rạn nứt bắt đầu từ việc tôi chọn váy của nhà thiết kế khác. Nicolas cho biết bị tổn thương khi nhiều tờ lá tải dám khẳng định cô không bao giờ có kế hoạch mặc váy của mẹ chồng. Về phía Brooklyn, anh ủng hộ vợ. Anh bày tỏ rằng Nicolas vẫn là ưu tiên số một giữa bối cảnh gia đình rạn nứt. Tôi không bao giờ muốn vợ tôi khó chịu, anh chia sẻ.